chưa bao giờ được lấy chồng, chưa bao giờ được lên xe hoa, bây giờ vẫn còn rất là ấm ức. Ủa? Ủa? Có rất nhiều người hỏi em tại sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng mà em cũng không biết trả lời. Bây giờ bắc thang lên hỏi ông trời thì cũng không ai trả lời em cả. Em khó quá sao, tình tức là không có một mối tình nào? Dạ không có. Tôi đã từng công tác trong quân đội 33 năm. Wow. Năm 2019 hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, lúc đó còn bệnh tật cho nên là xin nghỉ hưu sớm. Năm 2019 thì được sự quan tâm tạo điều kiện của em gái thì hai anh em thành lập công ty bất động sản. Vậy là hay rồi đó. Nhìn anh lớn tuổi hơn tôi mà nhìn anh trẻ hơn tôi luôn á. Lớn lên là sinh ra trong gia đình hoàn cảnh rất là nghèo khổ. Cho nên là lớp 3, lớp 4 là tự lập rồi. Đi làm thuê, làm mướn. Đến hết lớp 12 thì thi vào trường sĩ quan quân đội. Về làm chủ nhiệm khoa giáo viên trường quân sự tỉnh. Quá dữ. Sau đó thì mình không muốn phát triển nữa. Lúc đó loan anh đeo loan là lúc gì? Lúc đó nói chung về hưu là thượng tá. Rồi vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không anh? Ưu điểm thì nhiều, khuyết điểm thì cũng nhiều. 50-50. Ưu điểm của tôi là thật thà, chân thành, dễ tin người. Cho nên là bây giờ ai mà nói ngọt hoặc là ấy là mình dễ tin người là vì bản lĩnh chính trị anh đâu dễ bị mất tiền lắm hả. Nhưng mà được cái là rất là độc lập, bản lĩnh, nhanh nhạy. Lý lịch trên ngang ảnh là số 1 rồi đó. Bên đây sao, ưu điểm khuyết điểm sao? Ưu điểm của em được cái là trung thực, nhưng mà được cái là hòa đồng. Còn khuyết điểm thì thực ra là hơi nóng tính một chút. Nhà trai chưa nói khuyết điểm à? Để nhà trai nhận khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều lắm. Cái điểm thứ nhất là tính hơi nóng, cũng có thể là do bành nghề nghiệp, con nhà lính tính nhà khoan quen. Thứ hai là nhanh thì thành lanh chanh, tức gọi là hầu đầu chút. Ví dụ hay là rớt điện thoại bể cái nồi kia là có. Ở một mình mà. Ly hôn năm 2012 thì mình sống từ đó đến nay là toàn một mình không à. Cho nên là mọi công việc gia đình tất cả là đều phải tự lo hết. Về nhiều khi mệt mỏi quá, công việc rất là nhiều. Thì về nhiều khi là đồ bề bộn này, nấu ăn là không biết nấu ăn. Thế này anh có con chưa anh? Có hai đứa con. Lớn nhất nhiều anh? Sinh năm 97, học ra trường đại học sư phạm. Rồi, đứa thứ hai thì sinh năm 2000, học đại học du lịch. Hiện nay hai đứa ở với mẹ nó. Trước đây thì chủ yếu tài sản mấy mẹ con lấy hết. Rồi giờ cái anh bây giờ kinh mình tế của anh ổn định không? Bây giờ lương nhà nước thì nhà nước nuôi tháng 13 triệu. Rồi còn cái kinh doanh bất động sản nữa? Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Rồi. Trời ơi, ngon lành. Có nhà riêng cho anh? Nhà mình thì 94 m². Nói chung là bên đây ổn định gì đó. Nhà gái thấy sao nè? Ngon à, thấy ngon à. Ừ. Tình trường mình sao chị? Từ trước giờ là chưa bao giờ được lấy chồng, chưa bao giờ được lên xe hoa. Bây giờ vẫn còn rất là ấm ức. Ủa? Ủa? Vậy thì em hỏi luôn là cái tiêu chí về người đàn ông của chị là như thế nào nè? Thực ra là tiêu chí của em thì thứ nhất là một người đàn ông độc lập, có thể chia sẻ cuộc sống gia đình với lại em thôi. Bên đây độc lập, độc thân, độc đáo luôn. Mà lý do tại sao một cái cô gái cũng xinh đẹp, sinh năm 77 cũng đâu phải là lớn lắm đâu. Không có mối tình nào hết hả? Thì sao? Có rất nhiều người hỏi em tại sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng mà em cũng không biết trả lời. Bây giờ bắc thang lên hỏi ông trời thì cũng không ai trả lời em cả. Nhưng mà em khó quá sao, tình tức là không có một mối tình nào? Dạ không có luôn. Em có mối tình thoáng qua không chị? À, thoáng qua thì có thể là em có một cái tình cảm nói chung là tương đối sớm. Cái tình cảm đấy nó khắc sâu quá. Sau đó thì những cái đối tượng về sau thì em cảm thấy là cứ không có phù hợp với lại cái suy nghĩ của em ấy. Có như rất nhiều người mà họ muốn hẹn hò với mình, thế nhưng mà họ lại tức là họ chỉ muốn hẹn hò thôi, nhưng họ lại không muốn đi đến cái bước cuối cùng ấy. Có nhiều người ta muốn hẹn hò trước rồi ta tính toán sau rồi sao? Dạ thì đối tượng em cũng không biết là có thể là chưa đến duyên hay sao. Những cái đối tượng đối với em thì họ toàn chỉ là muốn hẹn hò thôi. Cái mục tiêu của em cuối cùng vẫn là một người chồng đối với mình để chia sẻ cuộc sống. Rồi, để đó. Có cần chiều cao hay là ngoại hình như thế nào không? Dạ, để làm qua làm coi luôn. Ngoại hình chiều cao các thứ thì em cũng không có quan điểm. Anh tuổi lớn hơn Linh nhưng nhìn anh trẻ hơn Linh. Để qua anh nhon nhon người, không phải mập như Linh. Dạ em chào anh. Trời ơi đúng là ngần mơ. Dạ anh là nhìn anh trẻ hơn chú Linh của em thiệt luôn á. Anh lớn hơn tôi mà Ngọc Lan kêu bằng anh, còn tôi trẻ hơn ảnh, Ngọc Lan kêu bằng chú. Ta kêu từ hồi nhỏ rồi chứ bộ. Con dìm hàng chú quá. Con dìm hàng chú quá. Bây giờ tiêu chí của một người vợ tương lai của anh là như thế nào anh? Tiêu chí không quan trọng lắm.
quan trọng nhất là đạo đức, thật thà, chân thành. Chị bên kia, chị thiệt thà lắm. Biết kính trên, nhường dưới, đối nhân xử thế, ngoài giao và biết nấu ăn. Mình chỉ nhiêu đó thôi. Anh ơi, giờ chị kia là chị phải quyết lấy chồng cho bằng được á. Anh nhắm sao? Bên này ok luôn. Ok luôn đúng không? Đã cả con người là chỉ có làm việc thôi. Không hút thuốc lá, không ăn nhậu, không cờ bạc, không cá độ, không kích, không nghiện hút. Nói thấy chưa? Anh ở miền Bắc tính ra là 6 năm. Nhưng mà thời tiết khí hậu của miền Bắc là anh không phù hợp đối với anh. Hồi đó anh học ở đó 3 năm trời. Bơi lội với cái nhiệt độ 8 độ C, 12 độ C. Anh đã từng bơi mười mấy 20 cây số. Bơi kinh khủng lắm. Nhưng mà anh không hợp, ở ngoài đó là hầu như anh bị bệnh rất là nhiều. Viêm xoang, dị ứng thời tiết. Cho nên khi vô miền Nam thì thời tiết khí hậu của nó lại hợp với anh. Bây giờ anh không thể rời cái đất Phan Rang, rất là khó. Mặc dù có thể yêu, có thể thương ấy, nhưng mà yêu thương có thể mình đi lại thăm non thế nọ thế kia thôi, đi du lịch thôi. Chứ còn nếu để rời khỏi đất Ninh Thuận anh không rời được. Anh nói trước để em thông cảm, đúng không? Thực ra ấy thì em thì sinh ra ở thị xã Bắc Ninh, lớn lên thì ở thành phố Bắc Giang và học đại học thì ở Hà Nội, nhưng làm việc chủ yếu ngày xưa là ở Sài Gòn. Em vào Sài Gòn từ năm 2003 và năm 2013 thì có biến cố một chút, về là bố bị bệnh ốm nặng cho nên là em mới về Bắc. Bố em mất là 2016 thì em lại vào trong Vĩnh Long công tác, chứ em cũng không công tác ở ngoài Bắc nhiều. Cái vị trí địa lý em không quan trọng, tại vì bản thân gia đình nhà em thì nó không có vướng bận gì cả. Thực ra là ở một mình mà nuôi có mỗi con mèo thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì cả. Đi đem theo con mèo thôi đúng không? Dạ, đi là phải mang theo con mèo chứ không khổ thân nó. Thực ra là cả một cuộc sống thì khi mà bố em mất ý, có lẽ em thiếu thốn cái tình yêu thương của gia đình đúng không? Không, khi mà bố em mất là em vẫn chưa có gia đình, cho nên là bố rất xót xa. Em nợ bố một lời hứa đó. Dạ. Anh muốn nói gì? Anh chia sẻ hai là em cố lên. Cuộc sống tất cả mọi vấn đề là do mình. Nhiều khi phải ngậm nước mắt để sống. Anh vậy, bố mẹ anh mất hết rồi. Anh khổ từ bé, đi làm mướn làm thuê từ rất là lúc là nhỏ, nhưng mà anh vẫn sống. Thực ra thì đối với bất kỳ người phụ nữ nào, khi mà hy vọng có một gia đình thì cũng có những đứa trẻ. Nhưng mà em cũng không biết là cái tuổi của em thì có thể là có những đứa trẻ được mạnh khỏe hay không. Thế thành ra là em cũng không rõ là anh có muốn những đứa trẻ hay không. Nói chung tâm lý thì anh thích có một đứa con. Mà đặc biệt với anh thì khao khát. Hôm nay đến đây thì anh cũng muốn cho mình một cơ hội, và em cũng cho một cơ hội để mình tiến tới xa hơn, tìm hiểu, hiểu sâu hơn. Bây giờ chúng ta đủ sức để có thể đưa ra quyết định. 1, 2, 3. Chúc mừng. Sau khi phân tích, nói chuyện thì đó, thấy không? Vô cái nắm liền, thấy chưa? Bây giờ một nụ hôn đầu tiên nè. Một nụ hôn bên kia người ta chưa có bạn trai nha. Nụ hôn đầu đời đó. Không có gì rung đâu chị, sướng lắm, đã lắm. Thiệt. Chị tin em đi, chị tin em đi, chị bỏ tay ra là sướng lắm, đã lắm. Nè, tận hưởng nè. Thượng tá Linh, quyết liệt. Đó, nó phải vậy đó.